đang mang thai mà lại bị dạ dày, toàn phải ăn cháo, thế thì điều trị như thế nào? Đây là câu hỏi rất là hay. Thì phải báo cáo thật với các anh chị là nếu các anh chị ăn cháo một vài ngày thì ok, nhưng nếu ăn cháo mà một vài tháng, đấy là sai lầm hoàn toàn. Vì sao lại như vậy? Vì là khi mà ăn cháo thì không phải nhai, và không phải nhai chính là cái tuyến nước bọt nó sẽ không tiết ra, về đánh nổi lọ nó kia cái luốt ngay. Và khi các anh chị nhai nó rất là kỳ diệu này, ăn cơm mà nhai kỹ nó rất là kỳ diệu là gì? Là cái tuyến nước bọt ấy, là cái tuyến ấy là tuyến nhiều kiềm nhất và nhiều enzym nhất. Khi nhai kỹ mà trong miệng cảm thấy ngọt luốt vào thì chắc chắn chỉ cần ăn cơm nhai kỹ như thế thì đã hỗ trợ điều trị cái dạ dày rất tốt. Vậy thì chỉ khuyên tất cả các quý vị, các anh chị, những người mà không may bị dư axit trào ngược dạ dày thực quản ấy, thì cần ăn cơm nhai kỹ, bớt đạm đi, và đặc biệt là tinh thần thoải mái. Vì cái tâm bệnh hoặc là cái tâm lý, đặc biệt là mấy cái bạn mang thai thì bao giờ thay đổi nội tiết tố mà. Người phụ nữ nó thay đổi, và nhiều người, có những người thì nó đơn giản nó vượt qua, nhưng có những người mà gọi là tâm lý rất nặng, mà nó gây ra tình trạng là trầm cảm, và cái đấy rất là nguy hiểm, lo lắng sợ sệt, nó rối loạn chức năng. Vậy thì cái việc mà ăn cơm nhai kỹ, vỗ đầu, đọc những cái gọi là những cái câu tốt nhất bạn tự nghĩ ra, đơn giản ngắn, và tự đọc đi đọc lại. Và nên nhớ nhé, cái này là cái thứ nó gọi là điều trị, nó gọi là điều trị yếu tố gọi là cái gọi là tự kỳ ám thị ấy. Nó rất kỳ diệu, chỉ một thời gian ngắn là ok. Thế còn đương nhiên nếu có điều kiện thì phòng khám có cái vị quản mộc dạng bột hoặc là dạng viên ấy, nó là siêu tốt để hỗ trợ điều trị bệnh này, mà nó rất là thoải mái để dùng cho phụ nữ có thai, đang phụ nữ đang mang thai, đặc biệt là cả trẻ em 5-7 tuổi uống thì thời gian ngắn là cái dạ dày nó rất là ok nhé. Chúc các anh chị cũng khỏe mạnh. Xin chào.